Thanh Nhã tuyên bố đầy tự tin, dự đoán trước kết quả, huấn luyện viên New Zealand cúi đầu thừa nhận, người hâm mộ ngỡ ngàng. Sáng ngày 5 tháng 7, thầy trò ông Mai Đức Chung đã ra sân bay nội bài, lên đường sang New Zealand tham dự World Cup nữ 2023. Khoảng 9 giờ sáng, đội tuyển nữ Việt Nam với 23 cầu thủ có mặt tại sân bay nội bài. Sớm khoảng 3 tiếng trước giờ bay để làm thủ tục, Nguyễn Thị Tuyết Dung và đồng đội mặc đồng phục di chuyển khá sang trọng. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quá cảnh ở Singapore trước khi nối chuyến sang New Zealand. Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Thanh Nhã được nhiều người hâm mộ xin để chụp cùng cũng như là chữ ký. Các phóng viên cũng đã săn đón. Tranh thủ thời gian còn sớm, các phóng viên ngay lập tức bắt cơ hội phỏng vấn với Thanh Nhã. Chia sẻ, cô đã cho biết, tôi rất tự hào và rất háo hức với chuyến bay sang New Zealand. Tôi cùng toàn đội chưa biết rõ tại New Zealand mọi thứ sẽ ra sao, nhưng tất cả đang chờ đợi những trận đấu sắp tới tại World Cup. Đáng chú ý khi ngó cuộc đối đầu của đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand trong ít ngày tới, Thanh Nhã đã có những tuyên bố hết sức hùng hồn. Chị Như đã hồi phục chấn thương và có thể quay trở lại thi đấu. Toàn đội cũng đang có sự chuẩn bị kỹ. Ở trận đấu với New Zealand sẽ là cuộc tập dượt cực kỳ quan trọng. Họ không phải là đối thủ quá mạnh như Đức, chính vì vậy cả đội muốn giành một chiến thắng, Thanh Nhã thẳng thắn cho biết. Chia sẻ của Thanh Nhã vào sáng nay khiến cho người hâm mộ nước nhà hết sức mong chờ. Tất nhiên là khi chính thức của giải đấu gặp Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, quả thực để hòa thôi thì cũng đã khó cho chúng ta. Nếu viễn cảnh chiến thắng trong trận giao hữu chủ nhà New Zealand trong ít ngày tới cũng là một cách để chúng ta ghi lại dấu ấn. Điều này hoàn toàn có thể khi mà New Zealand dù 6 lần tham dự World Cup, nhưng thực chất họ không đáng sợ như những gì mà người hâm mộ lo sợ. Đội tuyển nữ New Zealand đang đứng trước khó khăn lớn trước thềm trận đấu. Đội tuyển đội chủ nhà World Cup không chỉ khó về lực lượng mà còn phải chịu áp lực rất lớn. Về lực lượng, đội tuyển nữ New Zealand vừa gặp mất mát lớn khi mà trung vệ trụ cột đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Liverpool là Michaela Morey đã buộc phải vắng mặt. Trong 6 lần tham dự, mục tiêu thiết thực nhất của đội tuyển New Zealand là tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 15 trận chỉ biết hòa và thua. Hiện đội tuyển nữ New Zealand đang chịu áp lực rất lớn bởi hệ thống trong 10 trận liên tiếp gần đây nhất, họ không biết mũi chiến thắng, trong đó có 8 trận thua, 2 trận hòa. Giới chuyên môn ở New Zealand cho rằng đội tuyển nước này cần một kế hoạch khả quan trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, đây cũng được coi là một mục tiêu không hề dễ dàng. Chính phong độ yếu kém và tâm lực cũng là một rào cản khiến đội tuyển nữ New Zealand có thể gặp khó khăn. Chính huấn luyện viên New Zealand cũng đã chia sẻ, giải đấu đang đến gần, tôi nghĩ Việt Nam cũng như chúng tôi, cả hai đều muốn chiến thắng để tạo tinh thần tốt. Nhưng theo tôi, cơ hội thắng của chúng tôi không hẳn là cao hơn họ. Việt Nam đang chơi rất hay và có nhiều thứ New Zealand cần phải học hỏi. Trong khi đó, ông Mai Đức Chung cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị được 99% cho giải đấu. Hai trận giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha sẽ là cuộc tập dượt cuối cùng của hai đội. Tôi tin các cầu thủ sẽ làm tốt. Chúng tôi sẽ bổ sung tất cả những gì còn thiếu sau hai lượt trận. Nói về cảm xúc trước giờ lên máy bay, ông Mai Đức Chung cho biết, tôi không hiểu sau này mình còn cơ hội dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup hay không. Vậy nên đây là chuyến đi đặc biệt không chỉ với tôi mà còn với đội tuyển nữ Việt Nam. Thật sự đây là một niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và nền bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. Trước khi đi, bà nhà tôi đã dặn dò là đi đến nơi về đến chốn, có gì cũng phải gọi điện về cho cả nhà yên tâm. Chúng tôi đã sang New Zealand vào hồi tháng 10 năm ngoái để khảo sát, nhưng lần này rất hồi hộp vì toàn đội thi đấu ở World Cup. Tại giải đấu này chúng tôi sẽ được hát quốc ca ngay tại nước bạn, lần đầu tiên cũng như là ở đấu trường thế giới. Trong khi đó, trung vệ Trương Thị Kiều cũng đã chia sẻ, tại giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ và Hà Lan rất mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là ở mức trung bình. Tôi trằn trọc khi mà phải đối phó với họ như thế nào. Thật sự tôi suy nghĩ rất nhiều. Đêm qua tôi cũng hơi mất ngủ vì lo đồ đạc. Thời tiết cũng sẽ là một vấn đề. Hiện tại ở Việt Nam khá nóng nhưng sang bên kia thì sẽ lạnh. Các cầu thủ sẽ dễ bị chấn thương. Cô cho biết. Còn Huỳnh Như chia sẻ, lần này sang New Zealand tôi mang theo nhiều hành lý trong vali. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là mang theo trái tim của người hâm mộ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường thế giới. Chính vì tính chất quan trọng, các lãnh đạo VFF cũng đã treo thưởng rất hậu hĩnh để cho các cầu thủ có thêm động lực. Một video tự quay, ông Trần Văn Quỳnh, ủy viên ban chấp hành VFF đã tuyên bố treo thưởng 100 triệu đồng cho mỗi bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước giờ lên đường, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã nhận phần thưởng là 1 tỷ đồng của nhà tài trợ A-Scoop Việt Nam.
Trước đó, tòa đội cũng đã nhận được giá trị 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 chỉ vàng có khắc tên theo đại diện riêng của công ty cổ phần, nhãn hàng Red Bull. Theo FIFA, mỗi đội góp mặt ở vòng bảng World Cup nhận hơn 1,5 triệu USD, vòng 16 đội là 1,8 triệu USD, trong khi đó nhà vô địch 4,3 triệu USD. Những cầu thủ được đăng ký tham dự World Cup lần này sẽ nhận được khoản tiền vào thành tích của đội. Nếu như dừng chân tại vòng bảng, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 30.000 USD, còn nếu vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 270.000 USD. Trong ngày bóng lan, FIFA cũng đưa ra đánh giá rất cao về đội tuyển Việt Nam. Theo FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam được dẫn dắt bởi ông Mai Đức Chung, người có kinh nghiệm cầm quân dày dặn. Dưới thời ông Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành 5 tấm vé tham dự SEA Games và có lần đầu tiên tham dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam đã giành vé tới New Zealand và Australia tranh tài, khi huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo ra một đội bóng có nền tảng kỹ thuật tốt. Ông Mai Đức Chung là một chiến thuật gia linh hoạt và thực dụng. Đội tuyển Việt Nam thường xuyên chuyển đổi sơ đồ 3 hậu vệ và 4 hậu vệ. Đội tuyển Việt Nam thường điều chỉnh hệ thống chiến thuật của mình để phát huy sức mạnh. Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá yếu nhất tại bảng D, đừng ngạc nhiên nếu như ông Mai Đức Chung lựa chọn sơ đồ chiến thuật chỉ có một tiền đạo và ưu tiên bổ sung nơi hàng tiền vệ để tạo ra một cấu trúc vững vàng. Nhanh nhẹn, khéo léo, dứt điểm, nhạy bén, ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Việt Nam là mối đe dọa. Huỳnh Như đang là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với hiệu suất gần như một bàn trên một trận. Hiện cô đang thi đấu cho Lành FC. Vào hồi tháng 8 năm ngoái, trong khi mùa giải vừa qua thì cô đã từng khẳng định tầm quan trọng của mình trong đội tuyển khi góp 7 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Là một tiền đạo thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, Huỳnh Như đã thể hiện mình có kỹ năng cực kỳ nhạy bén và cô cũng là một hình mẫu cho các đội bóng và đồng đội, một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Thanh Nhã nổi lên như là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng nữ Việt Nam. Tiền đạo 21 tuổi sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng ấn tượng, qua đó mang tới những phương án tấn công cho Việt Nam. Thanh Nhã có thể chơi trung phong hoặc là hoạt động rộng ở hai biên và luôn sẵn sàng gây đột biến để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hiện tại Thanh Nhã đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng mạnh và giàu truyền thống tại bóng đá nữ giải vô địch quốc gia Việt Nam. Với sự sát cánh của cặp đôi chị em và kinh nghiệm nêu trên, thì đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ mang tới những điều bất ngờ trong giải đấu năm nay.